Rồi đầu tiên mình cho anh em xem một con Amply Boston. Boston này hàng xịn, Made in Korea, hàng nhập nha. Xịn kính cắm. Tí xíu con kia thì nó sẽ có một cái khác biệt tí xíu. Mình sẽ quay mình nói sao. Con Boston màu trắng kia đó. Đây là Boston model là BA1000. Đó, bản này mình nghe nhạc hay, karaoke cũng chuyên nghiệp luôn. Eco Huyền Thoại 50195. Tình trạng máy là công suất nguyên dân gin, bo mạch nguyên dân gin. Volume chiếc áp có hay nghe nè. Volume chiếc áp mấy cái con núm biến trở dặn là có hay. Ở đây là ghi Made in Korea nè, anh em thấy ha. Và trên cổng dây điện nguồn này dây gin rất là to. Có một đoạn đây chuột nó gặm nghe anh em. Chuột nó gặm cái vỏ ở ngoài. Nó gặm vô thì mình ấy mình quấn băng keo lại. Nó có tí xíu vậy thôi. Này quấn băng keo lại ha, chứ không có hay. Dây này mà hay là nó kiếm dây nào hơn nó đâu mà hay. Hay phải hay đồ ngon hơn mới hay nha anh em. Ở trên cái nắp hàng xịn là nó có một cái lỗ đây. Và cái nắp rất là dày. Cái lỗ này không biết làm gì nha mọi người. Hai bên luôn mà không có bắt ốc, không có làm gì hết. Mà chỉ thấy hai cái lỗ nó không biết làm gì. Rồi bây giờ mình tháo ra bên trong cho anh em quan sát nội thất của cái dòng Boston hàng Korea này nha anh em. Con máy ginh rất là nặng. Cái vỏ máy dày, hàng xịn là nó làm mọi cái linh kiện, mọi cái phụ kiện của máy thì nó làm cái nào cũng chất lượng. Đây, bên trong nè. Con này chạy cấu hình 4 sò Toshiba lớn. Ha, 4 sò lớn đầu bò, hai cánh, hai kênh. Một kênh là hai con nghe anh em. Công suất 100 này để coi công suất này chưa ghi chưa nói ha. Công suất sức này nó ghi đâu đây? Đây. Công suất maximum output 120W. Đó, 120W nghe anh em, là một kênh 120W. Mà thực tế con này quýnh loa 25 đánh căng đét à. Ghi công suất nhỏ nhỏ vậy chứ nó đánh phải nói là rất là căng nghe anh em. Loa 25 hàng Việt Nam đưa vô em này nuốt hết, không có ngán cặp nào. Trừ khi những cặp mà dạng hiện đại sân khấu thì nó đánh không được thôi. Dàn mà hàng công ty Baramax Ariran, hàng xịn xịn Việt Nam là đưa vô, em này phải nói là bao toàn gói luôn. Tăng phô thì đặc thù cái dòng hàng nhập là tăng phô khoe hàng đậu, khoe đậu rồi này. Tại giờ trời cũng chuẩn bị chuyển mưa mọi người nên quay nó tối quá. Đây góc này khoe hàng nha anh em. Có một cái đường hàng tĩnh điện, hàng chết cục tăng phô lại luôn. Là hàng xịn là nó làm như thế. Trên cái tăng phô thì có ghi chữ luôn, có tem. Giờ tụ thì những cái dòng này thì xài tụ màu như này nè. Tụ là hiệu Samwa 63V, 63W Volt gì đó, nó ghi đó. 63V 6800 UF ha. Cặp tụ zin là nó như thế. Sò 1943 5200 mạch công suất sò bao zin nha anh em. Cái đó là nói phải nói chính xác nha. Đó, quay cận cảnh nha. Rồi. Dây điện, dây nhợ thì nó làm cũng rất là gọn. Dòng này thì có trang bị cái bo điều khiển remote nữa nên dây nó hơi nhiều. Ở phần rề zin không lai bo nào ha. Và đặc biệt thằng Eco nè. Ở 50195 nha anh em. Đó, anh em thấy ha. Eco Huyền Thoại nha. Eco xin sò 50195.
Rồi mình quay tổng quan cái nữa là mình ráp vô cho mọi người nghe chắc âm. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành test chắc âm con Amply Bottom BA1000, máy Hàn Quốc, hàng nhập nha anh em. Đó, con này thì hát chắc âm khỏi bàn, mình nghe nhạc hay, karaoke thì quá chuyên nghiệp đi. Bởi vì nó sử dụng chip Echo 50195, Echo M50195, hàng xịn sò nha anh em. Rồi lên nhạc dặn hát nè. Đó, BA1000 ha. Bottom chính hãng. Made in Korea nè. Hàng này thì chúng ta trải nghiệm mình nghe nhạc hay, karaoke cũng rất hay. Dòng này là phải nói là thượng đẳng rồi. Con này không có ba lăng cân bằng loa nha mọi người. Có cái volume tổng lớn nhỏ ở đây, nó có cái đèn luôn. Trong đây thì hình như là nó có cái remote để điều khiển lớn nhỏ, nhưng mà remote đó thì bây giờ không còn đâu. Mình chỉ sử dụng như dặn cơ thôi. Volume chiếc áp bao cho anh em dặn tốt hết nha. Chép nè. Ở lên chép nè. Vấn đề chiếc áp volume này rất là quan trọng ha. Phải dặn tốt ở phơi nó mới hay con máy được. Đó. Mid ha, cái này tần số mid nè. Trung đó. Ở đây có nút 3S nữa nè. Đó, nhắn vào là nó lên nó phơi mạnh ghê không? Rồi nhả ra chế độ thường nè. Thấy không? Quá đã đi. Con này mà mình nghe nhạc là hay rồi. Giờ karaoke thôi coi. Mid alo coi như thế nào nha. 50195 quyền thoại nha mọi người. Alo. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4. Tiếng nó phải nói là nó rất bay ha. Rồi mic 1 nè. Mic 2 nè. Hello. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hello. 5 6 7. Tiếng rất bay rất ấm nha nè. Lần 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 1 2 3 4 5 6 7. Hello. Rồi thì tình trạng máy hoạt động nghiêm chỉnh ha. Mình echo tốt, mid 1, mid 2 tốt, nhạc tốt luôn, full chức năng hết. Anh em mua về là dùng ngay, không cần chỉnh sửa gì ha. Volume có cái bóng đèn luôn đó. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. À đây thì mình sẵn đây có cặp lo hành lý nữa cho anh em nào xem thấy hết thì chốt ha. Lo này lo cột bắp đôi. Đó, lo tình trạng hùng là hùng cây đứng. Này bắp nhỏ nghe anh em. Bắp này 14 15 gì à. Tí nữa mình tháo ra mình đo cho anh em xem. Đó, lo cây đứng, bắp nhỏ bắp đôi. Tình trạng hùng bọng thì cũng còn liên lạc và hùng chắc ghim nặng. Cặp này em thanh lý tại vì nó cũng lỗi nha anh em. Thanh lý giá anh em 350 về chữa cháy chế cháo, hát làm lại hát rất hay nha. Ở trên cái hùng lo là cũng có ghi nè. Made in USA luôn anh em. Ghi là 100W 6 ohm. Có trạm lo rồi đầy đủ. Cái trạm bên đây thì nó bị bung cái chân mũ rồi nhưng mà mình còn sử dụng được nha. Đó. Có họng hơi thì ở trên. Rồi mình gỡ cái lưới ra gỡ gì. Đó, mình để ngày em gỡ cái lưới ra cho anh em xem ha. Cặp này để anh em 350, thanh lý xả luôn nghe anh em. Tình trạng là có lỗi nha, chứ không phải là hát tốt, full chức năng. Đó, chờ ngày em gỡ ra. Rồi gỡ cái bên đây luôn đi. Ơi căng cũng còn nghe anh em. Đó, lo chúng ta đó. Thấy đẹp chưa?
tình trạng thì nó hát ba cái bát, có cái bị lỗi rồi một cái chép bị đứt nữa. Này em thanh lý cho anh em về sửa lại dùng, thanh lý rất tốt luôn. Loa này hàng cũng hàng ngon nha anh em, bên trong có phân tầng xịn. Đây bên trong cặp loa này các bạn, đó, mình tháo ra ha, thì cặp loa này tình trạng là ba con bát này còn hát và một con bát này bị hư nha anh em. Đó, giờ loa này là loa cũng chất lượng ha, cái từ là từ 100. Cái màn này không biết để mình lấy cái khớp đồ chờ đi siêu, mình lấy cái hớt mình đo coi cái màn bao nhiêu nha. À, cái màn này là đường kính 13 nha anh em. À, cái lo bát 13, 4 con, 3 con còn sống, một con này chết. Con này chết thì nó cũng bị nè rách cái màn nhện luôn. Thì hàng này là mình thanh lý cho anh em chế cháo nghe nhạc chơi, cặp này để anh em 350 à. Cặp chép, chép này chép đơm nè anh em, cặp chép đơm còn hát tốt luôn, hai chiếc còn hát tốt nha. Rồi cái chép nhỏ này thì một chiếc hát một chiếc không, chép nhỏ một cái đứt một cái còn nha anh em. Cái này hiệu là đây, Infinity. Cái này cũng hàng nhái thôi anh em ơi, nhưng mà hàng xịn, hàng này thì rất tiện. Bên trong phân tầng nè, có phân tầng rất là gấu nha. Giờ bên thùng thì nó có gòn xốp, nó bao rất là dày. Bên trong phân tầng có hai cuộn dây đồng luôn, hai cuộn bự nghe nè. Giờ điện trở tụ đồ quá trần, có mạch phân tầng đầy đủ. Thì cặp này 3,5 triệu, anh em nào ở gần chơi được thì mua về chế cháo nha anh em. Sửa lại cái loa này với hai cái chép là hát à. 3,5 triệu anh em chơi được alo shop. Đó, còn e căng cũng còn luôn nha. Một cái căng đẹp, một cái căng thì nó bị yếu cái này. Đó, căng thì nó có bị yếu một cái khung. Còn căng luôn. 3,5 triệu cặp lo như thế này. Rồi tiếp theo thì mình quay cho anh em xem một con âm ly hiệu là Boston Audio. Có model là BA1001 hai la mã. Tình trạng con này hoạt động tốt, nghe nhạc karaoke đều hay hết nha anh em. Ở giờ đằng sau có ghi là Made in Korea. Và hàng này shop bán không bao máy là hàng nhập nha. Đó, mình là bao hàng chạy tốt, xài tốt, chắc âm hay. Thì trong clip thì mình sẽ quay toàn bộ nội thất cho quý anh chị xem. Nếu bác nào đầy đặn kinh nghiệm thì có thể góp ý dùm con máy này sản xuất ở đâu, ở Việt Nam hay là Trung Quốc hay là Hàn Quốc. Đó, cái đó anh em góp ý dùm mình. Tại vì nó cũng có một số đặc điểm rất là giống máy của hàng nhập, như là tăng phô khoe hàng. Và ở đằng sau là có ghi Made in Korea luôn nghe anh em. Made in Korea. Có tem, có mã đầy đủ hết hết trơn à. Và bên hông cái vỏ máy á, là nó cũng có một cái lỗ luôn. Làm rất là giống. Nhưng mà theo mình á, theo em thì em cũng không có biết chính xác là con này là phải hàng của Hàn Quốc hay là không. Thì mong anh em xem clip quý vị. Ở đây là mình bán, mình đưa ra cái mức giá anh em nào thấy hợp lý. Thì trong cái clip là mình bán, mình đều để giá công khai. Anh em thấy hợp lý thì anh em mua ủng hộ shop nha. Nói chung có hàng gì quay bán hàng đó thôi. Đó, đằng trước, đằng sau, mặt tiền, hậu, đáy, nắp đồ cũng còn tương đối ngon lành nha mọi người. Rồi bây giờ quan trọng gỡ nội thất nè. Gỡ ra cho anh em xem luôn ha. Anh em nào mà biết cái con này nó thuộc dạng cái máy như thế nào, ở đâu sản xuất hay là hàng gì thì anh em mạnh tay góp ý bình luận cho anh em trên kênh BMT Củ Chi chúng ta được nắm rõ hơn. Còn đây mình bán như thực tế, có nhiều máy mình không có nắm rõ được. Cái con kia thì mình chắc chắn là hàng nhập, còn cái con này là mình cũng chưa biết nha anh em, tại vì nó làm quá giống đi. Có thể nó là hàng nhập, có thể nó là không phải hàng nhập, mình không biết chính xác thì anh em góp ý. Thì đầu tiên thì mình mở lót lên, đầu tiên là cái tăng phô nè, tăng phô vẫn là tăng phô khoe này, khoe hàng luôn nghe anh em.
đó à, hàng nè cũng làm phơi hàng luôn, hàng qua đây đó. Thì cái đặc điểm phơi hàng là hàng xịn nha, có một cái và một cái hàng số hàng nháy á, thì cái dắt này nó sẽ làm có nhiều loại máy nó nháy nhưng mà cái dắt nó không làm dắt, thì cái này nó có làm dắt luôn nè. Và đặc biệt cái trạm dắt lo này cũng vậy đó, trạm dắt lo này thường thì nó sẽ hàng vô, nó làm giống y hết nhưng mà dây này nó sẽ hàng vô, còn đây có cái dắt gài như thế này luôn, nó rất là giống. Và có mấy con trở này nữa nè, nó trở xanh ha. Nói chung chi tiết cho giống thì em thấy rất là nhiều. Giờ trên máy là chúng ta thấy có tem QC pad. Ở tem này là tem kiểm định chất lượng đó nha anh em. Ở có tem có giấy có mộc hết à. Nè, trên cái tăng phô cũng có ghi là Made in Korea. Có mộc có chữ luôn. Đó, đặc điểm nó giống rất là nhiều. Con này thì mình bán giá cũng vừa phải anh em ơi. 1.500.000 đồng là mình bao cho anh em hát tốt nha, hát tốt, nghe nhạc karaoke hay. À, còn cái echo này thì nó sử dụng chip IC là 65831 M65831 chứ không phải 50195. À, echo đó đó. Còn linh kiện mình thấy linh kiện cũng chất lượng nha anh em. Linh kiện điện trở chân bọng đều là chân loại tốt không á, chân hàng nhái mà. Nếu mà con này hàng nhái thì với cái chất lượng linh kiện và cái cấu hình máy như thế này thì chúng ta mua được. Cái giá em đưa ra tí xíu em sẽ test, em quay em để giá cho anh em. Ở đây thì cái máy này có độ chế sửa chữa phần công tắc, phần nguồn ha. Ở đây có nguyên cái miếng mạch vuông nè, mà đâu nó mắc hết nửa miếng rồi. Hàng dây vô, hàng dây điện nguồn vào thẳng công tắc nguồn nghe anh em. Đó, máy tình trạng máy thì công suất sò bọng mạch này nguyên dân gin hết cho anh em. Và phần rề nguyên gin luôn. Volume công tắc, cái nào hư lỗi thì hay. Đó, còn cái cụm công tắc nguồn này thì có. Chung này thì nó hàng dây vô thôi chứ nó không có gì hết. Quan trọng là phần công suất, phần sò chúng ta là gin là được ha. Anh em nhìn tổng quan con máy, người ta gáp thiết kế dây linh kiện rồi là nó làm cũng rất là công phu. Chất lượng Made in Korea. Hát má la ha ha. Rồi bây giờ mình gắp vô test cho mọi người nghe ha. Rồi bây giờ lên nguồn test cái con Boston này nha anh em. Boston BA1001 2 la mã màu trắng ha. Volume chiếc áp dẫn up hơi top hết, bass chép căng đét. Con này nghe nhạc rất hay, karaoke cũng khá là nhẹ. Dòng này thì cũng thuộc dạng là hàng nhạc xịn lắm rồi ha mọi người. Anh em nào mà có nhu cầu mua karaoke nghe nhạc giải trí thì chúng ta lựa những sản phẩm như thế này thì giá cả thì nó rất là hợp lý và chất âm thì nó mình nghe là mình ưng liền, nó đáp ứng đủ nhu cầu nghe nhạc karaoke top hết. Đây mình sẽ test phần micro nè, mic số 1
alo, một, hai, ba, bốn, lớp, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, alo, đó, tiếng rất nhẹ nha em, alo, một, hai, rồi, test mic dưới nè, alo, một, hai, ba, bốn, rồi mình sẽ nhắn vô cái mono. Lần tình trạng máy hoạt động tốt, mọi chức năng mình nghe nhạc và karaoke full ha anh em, tốt hết, tiếng trong trẻo bình thường. Rồi anh em nào ưng sản phẩm này liên hệ mình đặt hàng qua số điện thoại góc bên trái màn hình nha anh em.